Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung. Tính lễ nghĩa liêm sĩ gian cách cổng mẹ chạy loạn. Gian cách người Lâm Truy thời Đông Hán, thuở nhỏ phụ thân qua đời, cùng mẫu thân sống nương tựa vào nhau. Thời đó gặp lúc Dương Mãn mới lên ngôi, chính quyền hủ bại, chiến tranh liên miên. Năm nay hoa táo nở đẹp quá, mùa thu lại có nhiều táo để hái rồi. Vâng ạ, thưa mẹ, đợi táo chín rồi con nấu cho mẹ ăn nhé. Có cách gì hiếu thuận như vậy, mẹ chưa ăn mà lòng đã thấy ngọt rồi. Nhưng hiện giờ binh mã loạn lạc, thật khiến người bất an. Mau chạy đi, ăn cướp đến rồi. Mau chạy thôi, bọn cướp đến rồi, chạy mau nhanh lên. Mẹ ơi, ăn cướp vào thành rồi, chúng ta mau chạy thôi. Cách gì, nhưng còn cái nhà này, mẹ sao lỡ bỏ nó được chứ. Mẹ, nhà có thể xây lại được mà. Nhưng nếu như mẹ có mệnh hệ gì thì con biết làm sao đây. Cách gì à, mẹ tuổi tác lớn rồi thì cũng không nổi nữa. Con hãy theo bà con, hương thân mà chạy đi. Mẹ ơi, con sao có thể để mẹ ở lại được chứ. Như vậy sẽ thành gánh nặng cho con. Mẹ ơi, hãy cùng con mau chạy thôi. Vậy cũng được, mẹ à, mẹ không đi, con cũng không đi. Con đi nấu cơm cho mẹ ăn đây. Được rồi, cách gì? Mẹ đồng ý. Dạ mẹ, chúng ta đi thôi. Chúng ta phải đi thật xa, xem ra nơi này không thể ở lâu. Nó không biết chừng bọn cường đạo sẽ còn đến đây nữa. Được rồi. Mẹ, để con cõng mẹ. Không thể được, không thể được. Cách nhi, con sẽ mệt lắm. Mẹ à, không sao đâu, con không sợ mệt đâu. Cách nhi, con hãy cho mẹ xuống đi. Con mệt rồi, mẹ tự mình có thể đi được. Mẹ, con không mệt. Con cõng mẹ đi cũng giống như hồi nhỏ vậy. Cảm nhận được hơi ấm của mẹ, bản thân con cảm thấy rất vui. Cảm thấy mình thật có phước, có thể hầu hạ mẹ lúc cần thiết. Nên con càng đi càng có thêm sức mạnh. Cách nhi, phía trước có cây lớn, chúng ta đến bấm mát của cây nghỉ một chút đi con. Mẹ à, con không mệt. Thôi nghỉ một lát đi con. Cách nhi, con hãy đi thử xem. Chó con à, ngươi đừng buồn. Mẹ của ngươi đã chết rồi, nhưng ngươi phải tiếp tục sống. Kiên cường lên nào.
Cách Nhi có chuyện gì vậy con? Và là một con chó nhỏ đáng thương bên cạnh chó mẹ. Chó mẹ đã chết rồi à? Thì ra như vậy. Mẹ, mẹ nghỉ ngơi khỏe chưa? Nghỉ khỏe rồi con. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đi mẹ. Mẹ, chính là con chó nhỏ này. Thật đáng thương. Mẹ ơi, hình như nó muốn đi theo chúng ta. Con chó nhỏ đáng thương, hãy để nó đi theo chúng ta đi. Nghe thấy chưa, chó con? Sau này ta gọi chúng mày là Hoa Hoa nhé. Vậy chúng ta hãy lên đường. Mẹ, chúng ta đi thôi. Hoa Hoa, mẹ, mẹ khát rồi phải không? Để con tìm nước cho mẹ uống. Ồ, một nơi đẹp tuyệt. Mẹ, để con đưa mẹ đi đến nơi này rất là đẹp. Còn có nơi nào đẹp nữa chứ? Đến nơi rồi mẹ sẽ thấy. Đây là nơi nào? Mẹ ơi, mẹ hãy nhắm mắt lại. Mẹ, mẹ thấy nơi này thế nào ạ? Chúng ta hãy ở lại nơi đây đi. Ừ, Cách Nhi, nơi này quả thật là rất đẹp. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ở nơi đâu? Mẹ, mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy? Hoa Hoa, đừng qua đây. Hoa Hoa. Mẹ ơi. Qua qua, người hãy đem sợi dây này quấn vào cái cây đi. Qua qua à, vất vả cho ngươi rồi. Gian cách con của mẹ. Mẹ, Hoa Hoa, mau đứng lên, chúng ta còn phải đi tìm mẹ nữa.
là chiếc giày của mẹ. Hoa Hoa, hãy tiếp tục tìm đi, mẹ nhất định ở gần đây thôi. Hoa, im lặng. Hay à, sáng sớm tinh bơ như vậy có chán không chứ? Phải đi kiếm củi nữa. Thôi, ngươi đừng có càm ràm nữa, không đi kiếm củi thì lấy gì mà nấu ăn nữa. Hôm qua chúng ta bắt được một bà lão thì cứng đầu, nếu như đồng ý nấu cơm cho chúng ta thì đã không bị trói suốt đêm rồi. Thật kỳ lạ, đại dương lại không giết bà ấy, còn phải thả sợi dây dài để câu con cá lớn chứ. Ý là sao? Nói gì cũng không hiểu sao? Đại dương muốn con của bà đem tiền chuộc bà về. Nếu như con của bà không hiếu thuận, tham sống sợ chết, không dám đến, hoặc là đến rồi nhưng không có tiền, vậy thì làm sao? Thì đại dương sẽ... À, thì ra một con chó nhỏ đang muốn ăn thịt chó đây. Xem tao bắt ngươi đây. Nhanh lên, chó kia, ngươi đứng lại cho ta. Không được, ta không thể bỏ đi như vậy được. Mày vẫn còn trong tay của bọn họ. Nhanh lên. Mày cho mày sủa nè, cho mày sủa nè. Ây da, thật là xui xẻo, quá thật là xui xẻo mà. Hãy nghĩ cách thoát ra đi đã. Quynh đừng phí sức làm gì, cao thế này làm sao leo ra được? Có cách, ta sẽ đứng lên trên vai của ngươi, chẳng phải là sẽ leo ra được sao? Sau khi ta lên trên rồi sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Ý kiến này hay đó. Hay dạ, xem ra lần này chắc ở đây mà chết đói mất thôi. Không đâu, đại dương nhất định sẽ phái người đến cứu ta. Ngộ nhỡ đại dương không tìm thấy chỗ này, qua vài ngày không đói chết thì cũng chết khác mất rồi. Hay dạ, sớm biết thế này, đi làm ăn cướp làm cái gì chứ. Mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con, tôi ra đi lần này đã mấy tháng trời, lúc này không biết mẹ hiện ra sao. Ta không có mẹ, nhưng ta có một người cha đã 80 tuổi. Ông luôn luôn mong ta có thể nên người, nhưng ông sẽ không bao giờ ngờ được con của ông là thành kẻ cướp chứ. Ai mà muốn sinh ra làm ăn cướp chứ. Nhưng trong thời thế hiện nay, không là ăn cướp thì lấy gì mà ăn. Ai ở trên đó vậy? Mau cứu chúng tôi. Ngươi đừng nằm mơ, trong rừng sâu như vậy ai mà đến nơi đây chứ. Ngươi đừng nói nữa, nghe nè. Hả? Chúng ta được cứu rồi. Ngươi cứu bọn ta cảm ơn. Nhưng ngươi có biết bọn ta là ai không? Biết. Vậy ngươi không sợ bọn ta sẽ giết ngươi sao? Mẹ của tôi có phải là do ông bắt đi không? Đúng như vậy. Các ông cũng là do cha mẹ sinh ra, làm cường đạo cũng là việc bất đắc dĩ. Hy vọng hai người có thể dẫn tôi đi gặp mẹ. Ngươi làm vậy là tự chui đầu vào lưới rồi. Dẫn ngươi gặp đại dương, đây chính là con đường chết. Vì ngươi vừa cứu hai chúng ta, cho nên ta khuyên ngươi hãy mau chạy đi. Nếu không thì... Ê, hai người các ngươi đang làm gì đó? Ta đang nói hai người các ngươi sao cả buổi vẫn chưa thấy gì? Hóa ra là bắt được tên này à? Đúng vậy, còn nhiều lời với nó làm gì? Có tiền thì bao đưa ra, không có tiền thì giết. Hắn đến tìm mẹ hắn. Hai người hôm nay bị sao vậy? Người tìm mẹ thiếu gì? Chúng ta thương xót hết nổi không? Đúng vậy, chúng ta hãy trực tiếp đem hắn về đi. Nghe lệnh của đại dương đi. Đi. Thưa đại dương. Hả? Đại dương, đây chính là con trai của bà đó. Người quả nhiên đã đến rồi. Bội phục, gan dạ lắm. Mẹ, cách gì sao con đến đây? Mẹ, con đến cứu mẹ đây. Hỗn láo, trong mắt ngươi có đại dương không vậy hả? Nói đi, ngươi đem bao nhiêu tiền để cứu mẹ ngươi? Tiền? Tôi không có tiền. Không có tiền đến đây làm gì?
Thưa đại dương, tôi và mẹ vì tránh nạn mà đến đây, lưu lạc trên đường, mỗi ngày ăn quả dại, rau dại qua ngày, thì lấy đâu ra tiền chứ? Người quả thật không có tiền sao? Quả thật không có tiền. Lục soát. Ây, thưa đại dương, tên tiểu tử này nghèo thiệt, một số tiền cũng không có. Đại dương, chúng tôi không có thứ gì cả, xin ông hãy thả mẹ tôi ra. Thả bọn ngươi ra, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Người đâu? Dạ đại dương, đem đi chém cho ta. Cách nhi, con không thể chết. Các người muốn giết thì hãy giết bà lão vô dụng này đi. Được rồi, ngươi cũng muốn chết sao? Người đâu, hãy đem bà già này chém chung một thể. Mẹ ơi! Đại dương, xin ông hãy tha cho mẹ tôi. Mẹ tôi già yếu rồi, như đèn treo trước gió. Đại dương, xin ông hãy khai ân tha cho mẹ tôi. Đại ân đại đức của ông giang cách suốt đời không quên. Còn phần tôi, ông muốn chém giết thì tùy ý ông. Chỉ cầu xin ông thả mẹ tôi ra. Đại dương, thôi được rồi, thả bà già đó ra. Đa tạ đại dương, mong ông có thể giữ lời hứa. Người yên tâm đi, bổn đại dương trước giờ nói đều là giữ lời. Mẹ ơi, mẹ, con bất hiếu, không thể phụng dưỡng mẹ đến già, con xin đi trước. Con ơi, con của ta. Đi mau. Mẹ, mẹ nhớ bảo trọng. Con ơi, mẹ bảo trọng. Đại dương, xin hãy dừng tay lại. Cái gì? Ngươi muốn gì hắn cầu xin sao? Đại dương, thuộc hạ không dám. Chỉ là sao? Đại dương, ngài xem tên tiểu tử này, thân thể cũng không tồi. Chi bằng để hắn nhập bọn chúng ta, cùng làm ăn cướp cho chúng ta. Đây là một ý hay. Ngươi nói ngươi tên là Giang Cách đúng không? Đúng vậy. Không ngờ nhỏ tuổi như vậy mà là đại hiếu tử rồi. Giang Cách không dám. Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng ở lại nhập bọn với bọn ta không? Ây da, hãy mau đồng ý đi. Nếu như ở lại đây, không còn lo cái ăn cái mặc nữa. Cảm ơn lòng tốt của đại dương, nhưng mà Giang Cách không thể nhận lời. Hả? Đừng để có biết điều như vậy. Được đại dương, chúng ta để mắt đến là phước của ngươi rồi đó. Hả? Sao ngươi có thể xem thường chúng ta? Không phải, không phải. Tôi từ bé không còn phụ thân, cô độc khốn cùng. Mẫu thân đã ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi khôn lớn. Nếu như không có mẹ, làm sao có được tôi ngày nay? Cách nhi, nếu như tôi đi theo đại dương, để lại mẹ tôi một thân một mình, binh mã loạn lạc, tứ cố vô thân, thì mẹ tôi làm sao có thể bảo toàn mạng sống? Làm sao có thể sống những tháng ngày còn lại đây? Hả? Đại dương, mẹ tôi tuổi tác đã cao, chân cẳng cũng không còn mạnh, rất cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Nếu như tôi đi theo đại dương, mẹ tôi mỗi ngày đều sẽ vì tôi mà phập phồng lo sợ. Tôi làm sao có thể nhẫn tâm như vậy được chứ? Đại dương, Giang Cách khẩn cầu đại dương, niệm tình tôi còn có mẹ già, không người chăm sóc, có thể thả tôi ra, thành toàn tâm hiếu của tôi, để tôi có thể phụng dưỡng cho mẹ đến già, tận bổn phận của người con được không? Mẹ, con không biết mẹ bây giờ. Người hãy đứng lên đi. Đại dương, ông đồng ý thả chúng tôi rồi ư? Mau đứng lên đi. Bổn đại dương đồng ý với người. Ta cũng là người có mẹ, trái tim này cũng do máu thịt làm ra. Đa tạ đại dương. Người đâu? Dạ. Hãy mau cởi trói cho mẹ của đại hiếu tử đây. Dạ. Giang hiếu tử, đây là ngân lượng và lương khô, ngươi hãy cầm lấy, cùng mẹ mà sống qua ngày đi. Cảm ơn đại dương, nhưng Giang Cách không thể nhận. Đại dương có thể thả chúng tôi ra, Giang Cách đã hết sức cảm kích rồi. Cách nhi, mẹ. Cách nhi, mẹ. Sau khi bọn cường đạo bình tĩnh lại, thì hai mẹ con đã từng bước về tới Lâm Truy. Giang Cách trong tình cảnh nguy nan như vậy có thể thoát hiểm vì mẹ làm ra sự hiếu dưỡng tốt nhất. Từ đó có thể thấy hoàn cảnh tốt hay xấu cũng không thể nào ảnh hưởng đến tấm lòng của người con hiếu. Sau này vì hạnh hiếu đó mà Giang Cách được phong hiếu liêm, hoàng đế còn ban chức giáng nghị đại phu. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Liên Tú cư sĩ.
Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.